Bộ Tư pháp cáo buộc Harvard phân biệt đối xử với sinh viên gốc Á. Hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và nhóm sinh viên gốc Á đệ trình tài liệu lên tòa án cáo buộc Harvard phân biệt đối xử trong quá trình xét tuyển đơn nhập học của họ. Bản tuyên bố quyền lợi được đệ trình lên tòa án liên bang tại Massachusetts. Tổng trưởng lý Jeff Sessions nói rằng, Bộ Tư pháp có trách nhiệm bảo vệ quyền dân sự của người Mỹ. Điều này rất quan trọng trong chính sách tuyển sinh viên tại các trường đại học 2 năm và 4 năm tất cả phải được tiến hành một cách hợp pháp. Không người Mỹ nào bị từ chối nhập học vì màu da của họ. Là một tổ chức giáo dục, nhận tiền thuế từ nhân dân, Harvard phải có trách nhiệm thực hiện các chính sách tuyển dụng công bằng, không phân biệt đối xử các tiêu chuẩn tuyển sinh. Như vậy mới là hợp pháp. Các viên chức DOJ nhấn mạnh Harvard nhận hàng triệu Mỹ Kim tiền lại từ người nộp thuế mỗi năm và chấp nhận sẽ không phân biệt chủng tộc nhưng các nguyên đơn trình bày các bằng chứng thuyết phục cho thấy harvard đã vi phạm luật pháp phân biệt đối xử với người mỹ gốc á họ thúc giục tòa án đồng ý để họ công bố những bằng chứng này trong phiên xét xử tuyên bố quyền lợi lập luận rằng harvard thừa nhận việc phân biệt chủng tộc là một yếu tố trong tuyển sinh viên nhưng không giải thích được lý do sử dụng tiêu chuẩn sắc tộc theo hướng nhằm thúc đẩy điều chỉnh sự đa dạng sắc tộc trong trường và không gây phân biệt chủng tộc đối với người mỹ gốc á trong khi đó harvard bảo vệ chính sách của trường hồi đầu mùa hè một phát ngôn viên của harvard nói với fox news harvard sẽ tiếp tục bảo vệ quyền thực hành tiêu chuẩn sắc tộc trong tuyển học sinh như mọi trường đại học khác tiêu chuẩn sắc tộc là một trong những điều tiêu chuẩn để tuyển sinh viên được tòa án tối cao chấp nhận hơn 40 năm qua các nhóm tự do đã thổi phòng bộ tư pháp và nita gupta chủ tịch của leadership conference on civil and human rights nói rằng sự can thiệp của Bộ Tư pháp trong trường hợp này là phản đối các quyền hợp hiếm của các trường đại học nhằm mở rộng cơ hội giáo dục công bằng cho sinh viên đa sắc tộc. Đây là một ví dụ về sự khinh rẻ của chính quyền trong nỗ lực xây dựng một xã hội toàn diện hơn. Theo tài liệu chống lại Harvard, người Mỹ gốc Á luôn bị đánh giá thấp trong tiêu chuẩn cá nhân bao gồm những yếu tố chủ quan như sự can đảm hoặc có nhân cách tốt. Điều này đã làm giảm cơ hội đầu vào cho các sinh viên Mỹ gốc Á. Tuy nhiên, Harvard đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng tiêu chuẩn tuyển sinh viên của trường không hề phân biệt đối xử. Đồng minh Tổng thống Trump lo ngại về các vị trí còn trống phía cánh Tây của Tòa Bạch Ốc, ngày càng rõ ràng rằng phía cánh Tây không hề chuẩn bị gì trong cuộc đua vào Hạ Viện sẽ diễn vào tháng 11 với phe Dân Chủ. Các phụ tá và các đồng minh của Tổng thống Trump đang lo ngại khi nhóm nhân viên tư vấn pháp lý và truyền thông của ông ngày càng ít ỏi có rất nhiều vị trí còn trống trong tòa bạch ốc và nhiều người đang muốn chuyển việc. Các đồng minh, Tổng thống Trump lo ngại những người giỏi có thể rời bỏ chính quyền giữa giai đoạn nguy hiểm trước mùa bầu cử giữa kỳ. Thay đổi công việc hay bị sa thải đã gây thiệt hại cho tòa bạch ốc, đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm truyền thông và pháp lý. Hai bộ phận quan trọng đối với ông Trump, sự ra đi sắp tới của cố vấn tòa bạch ốc, mà càng là một ví dụ nhấn mạnh những thách thức trong một văn phòng mà nhân lực đã giảm đi một phần ba kể từ năm ngoái một viên chức tòa bạch ốc nói rằng chính quyền đã gặp khó khăn trong việc tuyển dụng cho các vị trí còn trống các đồng minh của tổng thống trump tự hào rằng ông trump có thể tự cố vấn và làm truyền thông quảng cáo cho chính mình nhưng họ cảnh cáo rằng ông không thể tự làm luật sư cho bản thân đồng thời ông trump ngày càng dễ bị kích động và nổi giận điều này tạo nên những thách thức mới cho nhóm truyền thông và pháp lý của ông Ông Trump cho biết hôm thứ Năm, ông đã chọn người kế nhiệm ông McCain. Ông nói và đăng cho một tweet sau đó, tôi rất thú vị về người kế nhiệm Don McCain sẽ trở thành cố vấn cho tòa bạch ốc. Ông Trump cũng chụp một báo cáo nói rằng ông McCain đã đe dọa sẽ từ chức hồi năm ngoái nếu tổng thống gây áp lực buộc ông loại bỏ ông Mueller. Ông Trump nói ám chỉ đến vị luật sư của mình. Tôi thích ông Don, nhưng ông ta không thể chịu để tôi loại bỏ ông Bob Mueller hay Jeff Sessions nhiều người cho rằng ứng viên thay thế ngang là emmett flirt người đã tham gia cố vấn tòa bạch ốc trong cuộc thăm dò của ông miller dưới sự hỗ trợ của ngang. ông là một luật sư kỳ cựu đã bảo vệ bill clinton khi bị luận tội và đại diện cho george w bush trong các tranh chấp đặc quyền hành pháp với quốc hội mark corallo cựu phát ngôn viên của nhóm luật sư ông trump cho biết danh tiếng của ông flirt rất xuất sắc ông có các kỹ năng cần thiết và nhiều kinh nghiệm ông đã làm việc trong tòa bạch ốc của ông bush và clinton Hiện ông đang phục vụ cho văn phòng luật sư của Tổng thống Trump. Khó mà có luật sư nào đạt trình độ và nền tảng tốt hơn ông ấy. Nếu đảng Dân Chủ thắng, ông Trump có thể sẽ đối mặt với các phiên điều trần và đối mặt với các trắc tòa đòi của Quốc hội. Corallo nói, vào lúc đó, Tổng thống sẽ cần một số luật sư có kinh nghiệm. Ông Barry Bennett, cựu cố vấn cấp cao trong chiến dịch của ông Trump, chia sẻ mọi người đều muốn Tổng thống sẽ nhận được lời khuyên tốt nhất chiến đấu về một thứ gì đó mà ông rất giỏi sẽ đem lại lợi thế cho ông ấy. Lái xe Uber bắn chết người phù hợp với đạo lực Stand Your Ground. Một tài xế Uber tại Florida đã bắn chết một người đàn ông khi anh này cố dí theo xe ông và cố ép xe ra khỏi đường vào hôm thứ Ba. Cảnh sát trưởng địa phương gọi đây là trường hợp Stand Your Ground. Văn phòng cảnh sát quận Polk cho biết trong một thông cáo báo chí, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 20 sáng tại Winter Haven khi ông Jackson Polk, 34 tuổi, đuổi theo xe của tài xế Uber Robert Westlake, 38 tuổi vì nghĩ rằng bạn gái sắp cưới của ông đang ngồi trên xe Uber. Cảnh sát trưởng Grady Church nói trong cuộc họp báo, đây là trường hợp giết người chính đáng. Bạn có quyền tự bảo vệ mình. Điều đó phù hợp với luật pháp, đạo luật Stand Your Ground. cảnh sát cho biết trước đó vào buổi tối bạn gái ông bok đã uống rượu say tại một quán bar một người phụ nữ khác đã giúp cô ấy bắt uber về nhà hai người phụ nữ không quen biết nhau nhưng người phụ nữ giúp bạn gái bok đã nhận được những tin nhắn đe dọa từ ông bok ông church cho biết ông bok đã cây gỗ theo dõi bạn gái từ quầy bar và nhắn tin cho cô rằng anh sẽ đuổi theo chiếc Uber và đánh người tài xế. Trong video của cảnh sát cho thấy, ông Buck đã lái một chiếc xe tải đuổi theo Westlake và cố ép xe ông ra khỏi đường. Cảnh sát trưởng cho biết, khi cả hai chiếc xe đã dừng lại, ông Buck ra ngoài và đe dọa sẽ bắn người lái xe. Ông Westlake có giấy phép sở hữu súng. Ông vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Sau khi bắn ông Buck, ông đã gọi điện thoại cho nhà chức trách và cố gắng cứu ông Buck người phụ nữ giúp bạn gái ông Bob bắt Uber vẫn ngồi ở phía sau trong thời điểm camera ghi hình. Cô không có quan hệ đặc biệt với ông Bốc hai bạn gái ông. Ông Just nói một thông điệp rõ ràng là đừng gây rối với tài xế Uber. Ông Bob có nhiều tiền án sự hình và đang bị quản chế đến tháng 6 năm 2021 vì một cáo buộc phạm trọng tội năm 2016. Cảnh sát đã tìm thấy một ống thủy tinh chứa metafetamin bên trong xe tải do ông Bob điều khiển. Ông Westlake đã không đối mặt với cáo buộc nào, tuy nhiên văn phòng cảnh sát trưởng vẫn đang tiếp tục điều tra. Trước đó vào tháng 7, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra khiến vấn đề về luật tự vệ của Florida trở thành chủ đề nóng bỏng trong các cuộc tranh luận của các nhà hoạt động dân quyền và các chính trị gia. Ngân hàng Nhật Bản triển khai dịch vụ mai mối. Nhưng ngân hàng Nhật Bản đang cảm thấy bị ảnh hưởng do chính sách của Ngân hàng Quốc gia Nhật Bản. Họ đang đối mặt với các vấn đề phát sinh từ sự suy giảm dân số và lão hóa nhân khẩu học một ngân hàng đã lên chính sách dài hạn để giải quyết vấn đề này và bắt đầu một dịch vụ độc đáo nhằm tạo ra lợi nhuận. Ngân hàng Nayoga đang hợp tác cùng IBJ, một công ty may mối có trụ sở tại Tokyo. Các viên chức ngân hàng cho biết dịch vụ mới sẽ cho phép các công ty vừa và nhỏ tiếp tục các hoạt động kinh doanh trong nhiều thế hệ và giúp tăng khả năng cho nhiều người tìm thấy bạn đời và cải thiện tỷ lệ sinh của quốc gia. Ngân hàng có kế hoạch chủ động cung cấp thông tin cho người độc thân để họ có thể tìm thấy người bạn đời tiềm năng của mình và thậm chí còn mời họ tham gia các bữa tiệc dành cho người độc thần